Thưa quý vị, giới tử vi, tiên tri học dự đoán. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 2 âm lịch năm 2022, bất ngờ trúng số giàu to, mua nhà rộng, sắm xe sang, tiền tiêu bể đời không hết. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử vi tuổi Kỷ Mùi trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần trong chuyên mục Tử vi của 12 con giáp. Và lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ luôn gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc và có nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Kỷ Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Kỷ Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha bác ái và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống của mình. Những người tuổi Kỷ Mùi thì họ rất là ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Và vì thế mà những người này có kiến thức khá là uyên thâm, sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của đời sống. Và không chỉ vậy, họ cũng luôn là người lúc nào cũng mang lại niềm vui và tiếng cười cho những người xung quanh. Vậy nên trong tháng 2 âm lịch này thì họ là một trong những con giáp có thể nói rằng là cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố, thần Phật độ mạng và ban phát cho tài lộc, hóa giải vận xui cho những quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Trong tháng này thì cũng mang lại cho gia chủ những cơ hội đổi đời. Và nếu như mà quý vị biết nắm bắt chính xác thì chắc chắn là chỉ sau một đêm cũng giúp cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi đổi vận. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 2 âm lịch 2022. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, mệnh thiên thượng hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng, đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác, bản chất tốt, không có tâm cơ. Và bản thân những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 cũng không bao giờ có ý định làm hại hay gài bẫy ai. Người này luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời của tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Nữ mệnh tính tình hiền dịu là mẫu sâu hiền vợ thảo điển hình. Họ thường có phúc tướng, vượng phu ích tử, được nhiều người yêu thương. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng bất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng, nên học cách thả lòng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Trong tháng này, vận khí của những người tuổi Kỷ Mùi không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần phải học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này cũng bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh, nên cảm xúc của bạn rất dễ bị dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình cũng ngày càng nhiều hơn. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân rất dễ xảy ra rạn nứt vì tình trạng ngột ngạt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp quý âm thủy nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Mùi nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Vì tuổi Mùi bán tam hợp với Mão, nên tháng quý Mão này, những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Những người làm công chức, việc liên quan đến nhà nước nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Nhưng đường thăng tiến của bạn vẫn phải đối mặt với không ít vất vả, cực nhọc, do đó chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà sinh ra lòng chủ quan quá sớm. Việc làm ăn kinh doanh có tiến triển tích cực, tuy nhiên phải rất vất vả, đổ nhiều mồ hôi công sức thì gia chủ mới có thể hoàn thành mục tiêu ở mức khá. Tháng này sự nghiệp của gia chủ sẽ tương đối ổn định với những người làm công ăn lương. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy năm nay lương thưởng sẽ tăng lên đều đặn.
Sự nghiệp của những người tuổi này có những bước tiến rõ rệt, rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa từng có đạt được trước đây. Bán tam hợp mang đến những cơ hội đầu tư, làm ăn, đáng mơ ước và hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Có những thời điểm bạn hao tài tốn của, một khoản không nhỏ, cũng bởi vì tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai, hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Song nhờ tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng Quý Mão, sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong, không thể lơ là. Tim mạch có thể sẽ xảy ra vấn đề, hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, da rẻ sạm sắc, cần phải dành thời gian chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tệ, gia chủ vẫn có cơ hội cải thiện hàn gắn một số rạn nứt. Nam mệnh có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý, bản thân đã sẵn sàng thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹt về cảm xúc, khó diễn tả thành lời, cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa thì kết quả rất đáng để chờ đợi. Còn với nữ mệnh, đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng. Bạn cũng được một vài người khác phái tiếp cận nhưng không mở lòng đón nhận nên mọi thứ gần như không có gì thay đổi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua khá bình lặng. Tuy nhiên có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau. Hôn nhân thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình và những lời quan tâm hỏi han cũng thưa dần. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 2 năm 2022, tức ngày 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 2 năm 2022, tức ngày 25 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 2 năm 2022, tức ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, bởi vì mỗi năm thì vận hạn của mỗi người chúng ta sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống, có thể nói là đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 2 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong thủy gia cát.